À, xin lỗi các bạn bởi vì, vì là à, tôi đã cập nhật thì mục đích là sẽ làm rút ngắn cái thời gian đi của các bạn nhưng cái bài trước nó quá lâu nên chúng tôi quyết định là phải à, chờ một chút nhưng mà nó sẽ tốt hơn à, thì như chúng, chúng ta đã biết thì đây là một cái mô hình phổi rất là đặc biệt à, mà ở đó chúng ta thấy là rất nhiều các báo cáo ngày hôm nay đề cập đến khi mà chúng ta có những cái bệnh nhân suy đi và chúng ta có tình trạng à, tắc nghẽn thì chúng ta sẽ có một cái tình trạng à, thông khí nó sẽ khi không khí nó sẽ giữ lại ở trong phổi và nó gây ra một cái hiện tượng được gọi là căng động quá mức và khi mà bệnh nhân của chúng ta có những đợt cấp thì cái tình trạng căng động quá mức sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn và dẫn đến cái hậu quả là hình thành các ô tụt bẫy khí hay còn gọi là ô pip ở trong phổi chính vì lý do như vậy thì thông khí nhân tạo dù là xâm nhập hay không xâm nhập phải giải quyết được vấn đề căng động quá mức cũng như là giải quyết được vấn đề bẫy khí ở trong phổi và như chúng ta đã biết là với cái vai trò của thông khí không xâm nhập là rất quan trọng đối với đợt cấp CVD và rất nhiều các nghiên cứu cho ta thấy là cái tỷ lệ thành công nó rất là cao. Và ngay từ những năm đầu tiên khi mà áp dụng thông khí không xâm nhập ở khoa cấp cứu ở hồi sức A9 cách đây 30 năm thì nó đã có sự thành công rất là rõ rệt. Và chính vì lý do như vậy thì chúng ta hiện thấy thấy hiện nay ấy, thì thông khí không xâm nhập trở thành một cái thông khí rất là thường quy ở khoa hồi sức cấp cứu cái thứ hai là cái vai trò rất là quan trọng của thông khí không xâm nhập là cải thiện được tình trạng to, uh, nhiễm toàn hấp và nhờ đó thì bệnh nhân của chúng ta sẽ dễ chịu hơn và đáp ứng với điều trị lâm sàng tốt hơn à, thêm vào đó thêm vào đó thì cái hiệu quả rất là quan trọng của không xâm nhập là làm giảm được cái tỷ lệ tử vong và giảm được tỷ lệ đặt nội quản thở máy em ơi à, em xem lại trên màn hình À, đấy là một cái mục tiêu rất là quan trọng về vì à, đối với chúng ta là nếu để bệnh nhân à, nội quản nếu bệnh nhân nếu để, để bệnh nhân mà à, nội quản thì chúng ta sẽ có nguy cơ à, viêm phổi bệnh viện và như đó đó là một trong những cái nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hiện nay và đối với không xâm nhập hay NIV nó cải thiện được thì cái cấp độ bằng chứng nó rất là rõ rệt trong vấn đề là giảm các cái triệu chứng lâm sàng cũng như là giảm tỷ lệ viêm phổi thở máy và thời gian nằm viện vậy thì việc áp dụng thông khí không xâm nhập đối với đợt cấp CVID như thế nào thì chúng ta biết là nếu mà tiến trình của suy hấp đến hồi phục thì có hai cái thời điểm mà chúng ta có thể áp dụng được không xâm nhập thời điểm thứ nhất là chúng ta áp dụng không xâm nhập trước khi đặt nội quản và đời, thời điểm thứ hai là chúng ta có thể áp dụng không xâm nhập sau khi đặt nội quản và đối với thở không xâm nhập trước khi đặt nội khí quản thì chúng ta biết là cái đó là trở thành một cái rất là thường quy còn đối với không xâm nhập sau khi đặt nội khí quản sau khi rút nội khí quản cũng là một trong những cái chủ đề mà hiện nay chúng ta thảo luận rất là nhiều và rất nhiều trung tâm hiện nay chúng ta đã đang sử dụng về các loại máy thở không xâm nhập thì chúng ta có rất nhiều loại máy chúng ta có thể sử dụng các loại máy chuyên dụng hoặc loại máy mà thiết kế trong ICU về mặt cơ bản thì các máy này đều có những tính năng thở không xâm nhập nhưng nếu mà chúng ta tập trung vào cái máy thở mà chuyên sâu về không xâm nhập thì những cái sự hỗ trợ đối với việc bù dòng khí bù cho hiện tượng thở khí nó sẽ tốt hơn chính vì lý do như vậy thì chúng tôi vẫn khuyên là các bạn dù có các máy thở xâm nhập hiện đại có tính năng thở không xâm nhập thì bạn vẫn nên mua một số các cái máy thở mà có tính năng không xâm nhập chuyên biệt vì đó sẽ giúp cho chúng ta có rất nhiều thứ mà trong cái bài trình bày của chúng tôi có liên quan các cái mốt thở không xâm nhập thì chúng ta cũng đã biết rất rõ nó có hai cái loại mốt mốt áp lực và mốt thể tích mà chúng ta dùng nhiều nhất là các mốt về áp lực thì mốt áp lực mà hay sử dụng nhiều nhất đó chúng ta sử dụng cpap hoặc là BiPAP hoặc là cpap cộng với psv hay là hỗ trợ áp lực đối với các cái mốt thở về thể tích thì chúng ta quan tâm đến vấn đề về đảm bảo thể tích cho bệnh nhân cái đây thì là một trong những cái chủ đề mà gần đây chúng ta cũng nhắc lại rất nhiều thì trong cái mốt thở về thể tích thì có một số liên quan đến thể kiểm soát thể tích và À, đối với áp lực thì xin lỗi đây nó có hơi lợi, nhầm một chút liên quan đến hỗ trợ áp lực và kiểm soát áp lực không phải thuộc mốt thể tích à, về mốt CPAP thì chúng ta biết rồi đây là một cái phương thức mà cung cấp cho chúng ta một cái dòng chảy liên tục và ở đó bệnh nhân khi mình hít ra thì mình thở ra thì sẽ tạo ra một cái sự cản trở à, và, và nhờ cái sự cản trở đó nó giữ lại cái áp lực ở trong uh, trong khoang bằng phổi giữ uh, giữ lại áp lực ở trong lồng ngực và nó giúp cho chúng ta rất nhiều trong những trường hợp mà giảm cái tuần hoàn trở về cũng như là giúp cho chúng ta mở được những cái phế nang xẹp, à, mở được những cái tiểu phế quản và đây là một trong những biện pháp rất là tốt trong trường hợp chúng ta có CVD. À, thì đối với CVD đợt cấp thì chúng ta lưu ý là CPAP không phải là biện pháp chỉ định thông thường mà CPAP sẽ rất tốt cho những trường hợp mà bệnh nhân CVD có kèm theo cái chứng ngừng thở khi ngủ hay họ còn gọi là hội chứng OSA. Thì đấy là một trong những cái mà chúng ta lưu ý là một trong những ưu điểm rất là quan trọng của CPAP ở trên những bệnh nhân đó. Nếu chúng ta so sánh với CPAP cộng với PSV thì chúng ta thấy là cái kiểm soát về đường thở nó sẽ khác. Bởi vì đối với CPAP thì bao giờ cái áp lực đường thở bao giờ cũng dương liên tục. Khi bệnh nhân hít vào thì áp lực đường thở sẽ âm hơn so với trước đó. Đối với trường hợp CPAP mà phối hợp với PSV thì chúng ta sẽ có áp lực đường thở cao hơn, tức là một cái thở áp lực dương uh, rõ rệt khi mà bệnh nhân có một uh, cái trigger nhịp thở và đây là mốt PiPAP. PiPAP là sự phối hợp của uh, cpap cộng với hỗ trợ áp lực mà chúng ta nhìn thấy hình ảnh đây nhưng mà họ chuyên biệt hóa hơn với cái tên rõ ràng hơn để cho cái thở máy không xâm nhập tức là ở đây có hai mức mức ipap và mức epap uh, về mặt cơ bản thì mức, mức epap uh, cái mốt ipap nó tốt hơn cho so với cpap ở điểm nếu bệnh nhân của chúng ta mà có cái mệt cơ và tăng CO2 máu thì PIPAP nó rất là có tác dụng trong trường hợp đó. Và trong PIPAP thì chúng ta biết là nó có PIPAP Spawn và PIPAP SCNT thì đây là những cái đặc tính của hai cái mốt thở đó thì chúng ta chỉ thấy ở đây là đối với cái mốt SPON ấy thì tức là bệnh nhân của chúng ta là khi có nhịp thít vào hay một truy cơ nhịp thở thì máy thở sẽ đẩy từ áp lực IPAP e lên IPAP và sau đó thì giới hạn ở mức đó trong cái thời gian mà tùy theo cái nhịp thở của bệnh nhân bệnh nhân và bệnh nhân tự quyết định và khi hết nhịp thở đó thì bệnh nhân sẽ về cái trạng thái đầu tiên đối với mốt thở thứ hai đó là mốt uh, SNT thì nó hơi khác một chút Mốt SNT thì có một phần là SPAWN, tức là khi bệnh nhân tự thở thì SPAWN đó uh, cái cái máy thở uh, thực hiện cái chế độ thở là cho bệnh nhân tự thở và nhờ đó là gì bệnh nhân có thể tự quyết định được cái nhịp thở của mình nhưng nếu khi mà bệnh nhân không có nhịp tự thở thì máy thở sẽ quyết định cái nhịp thở của máy thở chính vì lý do như vậy khi chúng ta đặt chúng ta phải lưu ý cái thời gian chúng ta đặt ấy, nó phải phù hợp với bệnh nhân à, trong một số trường hợp chúng ta đặt quá dài hoặc quá ngắn sẽ làm cho bệnh nhân rất khó chịu vậy thì đối với việc cài đặt thì chúng ta theo hướng dẫn của ATS và à, ETS tức là hội à, lồng ngực của Mỹ và lồng ngực của Châu Âu thì đây là cái hướng dẫn chung chúng ta nhìn thấy là tại thời điểm bắt đầu thì iPad đặt là 10 cm nước và iPad đặt 4 đến 5 cm nước. Tuy nhiên thì đây là hướng dẫn thôi, có thể đây là đối với Tây thì như thế, nhưng đối với chúng ta thì có thể chúng ta giới hạn ở mức người Việt Nam mình nhỏ hơn thì có thể giới hạn là đặt vào khoảng iPad là 5 và iPad cũng khoảng 5. À, đối uh, iPad 5 và khoảng 5 thì ở đây chúng ta chính là mức PS là 5 cm nước, còn nếu mà chúng ta nói là 10 ở đây có nghĩa là 10 cm nước cộng với của iPad tương ứng với EPAP mà ở đây là 5 cm nước có nghĩa là mức độ hỗ trợ ở đấy khoảng 5 cm nước. Như vậy là EPAP IPAP là 10 thì đúng, ở đây chúng ta sẽ đặt là 10 tôi nghĩ là hợp lý. Còn nếu mà đặt mà EPAP ở một số chế độ thở mà CPAP ấy, thì chúng ta sẽ đặt là CPAP cộng VPS ở 5 cm nước. và chúng ta tiếp tục tăng cái mức EPAP 10 phút 1 cho đến khi nó đạt được cái mục tiêu điều trị. Và nếu như mà bệnh nhân của chúng ta mà đạt tăng đến 20 cm nước mà không đạt thì chúng ta phải tính cái khác, có nghĩa là có những cái vấn đề là bệnh nhân không thể uh, chịu được đối với thở máy không xâm nhập và lúc đó là chúng ta có phải quyết định đặt nội quản. Về vấn đề oxy thì chúng ta uh, biết rồi, duy trì mức độ là khoảng từ 90 đến 92%. Vậy thì để tối ưu hóa tất cả những cái câu chuyện vừa nói ở trên ấy thì chúng ta xem là chúng ta có thể làm gì ở trong trường hợp đó. Thì đây là một cái bài báo nghiên cứu cũng gần đây thôi người ta quan tâm về vấn đề là làm thế nào để tối ưu hóa được những cái thông số mà chúng ta cài đặt cho bệnh nhân thì cái bài báo này người ta uh, sử dụng các cái biện pháp làm tối ưu được cái dòng chảy để bơm vào phổi bệnh nhân tối ưu được cái dạng sóng của áp lực để xem nó có uh, lợi cho bệnh nhân hay không thì chính như chúng ta nhìn thấy là ở cái cột màu đen uh, chúng ta đấy là những trường hợp uh, bệnh nhân của chúng ta là được tối ưu hóa và cái mục cột uh, trắng là bệnh nhân của chúng ta điều trị thường quy thì chúng ta thấy là đối với nhóm tối ưu hóa thì rõ ràng là cái tốc độ mà bình thường hóa được pH cũng như là cái pH máu thay đổi cũng như là CO2 máu thay đổi theo thời gian nó tốt hơn cho cái nhóm mà chúng ta sử dụng các biện pháp là tối ưu hóa. Như vậy thì vấn đề tối ưu hóa đối với đợt cấp CVD mà khi chúng ta thở không xâm nhập là một trong những cái mà bác sĩ lâm sàng chúng ta cần phải chú ý để hỗ trợ cho bệnh nhân vậy tối ưu hóa thì tối ưu những cái gì thì thứ nhất là chúng ta phải nhìn vào đây thì đây là một cái sơ đồ mà điều điều khiển một cái nhịp thở thì chúng ta biết là giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn khởi động một nhịp thở hay là gọi là trigger nhịp thở giai đoạn thứ hai là giai đoạn uh, sau khi trigger nhịp thở rồi thì máy thở sẽ bơm vào một cái theo một cái tốc độ mà chúng ta quy định thì đó tạo ra một cái sự tăng về áp lực người ta gọi là rise time và sau đó thì đạt đến đỉnh đỉnh cao nhất về áp lực ví dụ ở đây chúng ta thường gọi là ipap À, và sau đó thì đến một giai đoạn là chuyển từ thì hít vào và thở ra người ta gọi là cycle và đến tiếp đó là thời gian thở, thở, ra là expiration chúng ta nhìn thấy vậy thì những cái điểm mà chúng ta có thể tối ưu hóa đó là điểm đầu tiên là liên quan với trigger một cái nhịp thở điểm thứ hai là tối ưu hóa được cái rise time điểm thứ ba là tối ưu hóa được vấn đề áp lực và điểm thứ tư là chúng ta có thể tối ưu hóa được cái thời gian mà cái, cái cái cơ chế mà chúng ta chuyển thì từ thì hít vào và thì thở ra đây là một cái cơ chế mà cũng đưa giới thiệu chúng ta rất là lâu rồi, tức là cách đây khoảng hàng hai chục năm liên quan đến vấn đề làm thế nào đó chúng ta trigger một cái nhịp thở, thì đây là có thể trigger nhịp thở vào và trigger nhịp thở ra và dựa vào nguyên tắc gọi là dựa một cái dạng sóng dòng hình à, dạng, dạng bóng, có nghĩa là chúng ta làm máy thở dùng cái bộ vi xử lý của nó để nó vẽ lên một cái dạng sóng của chính cái nó ước tính cho cái bệnh nhân đó và nếu như có sự thay đổi về áp lực hoặc dòng chảy à, của bệnh nhân mà vi phạm cái cái dạng uh, dòng chảy đó thì sẽ dẫn đến cái hậu quả là gì máy thở sẽ chuyển từ thì này sang sang thì kia ví dụ từ thì thì hít vào sang thì thở ra và ngược lại và ngày, gần đây thì chúng ta một số các hãng máy cũng đã giới thiệu một số cái phần mềm mới ở đó ví dụ như bệnh nhân CPAP chẳng hạn à, thì khi mà thở CPAP là máy thở có thể tự điều chỉnh cái mức độ CPAP để làm cho bệnh nhân dễ chịu khi hít vào một nhịp thở hoặc khi thở ra và cái đó người gọi là Cflex, Bflex hoặc Aflex Uh, ví dụ đây là bệnh nhân sở CPAP chúng ta sẽ thấy là họ áp dụng cái CPlex thì thấy là gì các cái nhịp thở của bệnh nhân được uh, điều khiển tốt hơn so với một các cái nhịp thở bình thường thì đấy là một trong những cái công nghệ mà khi chúng ta có cái phần mềm như vậy thì chúng ta có thể áp dụng cho bệnh nhân cái tin thức thứ hai chúng ta có thể tư tối ưu hóa được đó là chúng ta quyết định cái thời gian thở vào và thời gian thở ra trên hệ thống sử dụng Uh, máy pipap uh, um, hoặc uh, ở trên máy pipap thì chúng ta có chế độ ST trên t và trên máy một số máy thì chúng ta có thể sử dụng phần mềm uh, các cái các cái uh, uh, mốt thở như là pcv để uh, tối ưu hóa ví dụ như trong trường hợp cái màn hình ở bên trái thì chúng ta sẽ thấy là nếu chúng ta thấy bệnh nhân hở khí rất nhiều thời gian thở vào kéo dài uh, không ngắt được thời gian thở vào thì việc chuyển ra pcv có thể là một biện pháp để chúng ta uh, rút ngắn cái thời gian thở vào của bệnh nhân nếu như bệnh nhân của chúng ta mà có những cái nhịp thở tốt thì à, sử dụng type ST có thể là một cái hiệu quả rất tốt cho bệnh nhân đó bởi vì ST sẽ cho phép bệnh nhân thở một số cái nhịp thở. À, gần đây thì một số hãng có giới thiệu một số cái mốt thở mà chúng ta có thể gọi là kiểm soát kép mà đây cụ thể là IVAPS. IVAPS là một cái mốt thở mà chúng ta có thể cài đặt thay vì cài đặt cài đặt về áp lực thì chúng ta có thể cài đặt bằng thể tích. Từ ví dụ ở đây người ta đặt VT là 500 và nếu máy thở tự động điều chỉnh mức áp lực để đạt được cái VT đó. Vậy thì với những cái bệnh nhân mà có cái nhịp thở tương đối ổn định rồi mà trong giai đoạn sau của thở không xâm nhập thì chúng ta có thể chuyển sang IVAPS thì chúng ta sẽ làm thì bớt cái thời gian chúng ta điều chỉnh máy và bệnh nhân sẽ dễ chịu hơn cho uh, vì cái dòng chảy nó sẽ điều chỉnh phù hợp với cái nhu cầu của bệnh nhân đó. Cái việc thứ hai để chúng ta tối ưu hóa được cái vấn đề mà khi uh, chúng ta thở máy cho bệnh nhân đợt cấp CVD đó là chúng ta cải thiện cái giao diện tiếp xúc đó chính là cái liên quan cái mà mask mask thì có rất nhiều loại hiện nay thì chúng ta biết là các cái cơ sở y tế của chúng ta thì chỉ có một vài loại thôi do đó mà nếu mà chúng ta có nhiều loại hơn thì sẽ tăng cái sự lựa chọn của bệnh nhân và rất nhiều bệnh nhân của chúng ta chúng ta biết rồi đấy nếu mà chúng ta thay đổi được thì sẽ làm cho cái bệnh nhân người ta cải thiện được khá nhiều về về cái khả năng đáp ứng của bệnh nhân về giấc ngủ của bệnh nhân và cái kết cục cuối cùng là gì cải thiện về cái chất lượng điều trị như vậy thì uh, hiện nay thì chúng ta biết là có rất nhiều bằng chứng đã cho ta thấy là thở niv là rất quan trọng đối với đợt cấp của cbd và tụ chúng ta phải tối ưu hóa về thiết bị về mốt thở làm tăng cái hiệu quả đó và cái phương thức mà giúp cho chúng ta cải thiện uh, sự thành công và sự cải thiện sự dễ chịu đó là chúng ta có những cái phương thức hiện đại hơn phương thức tự động nhiều hơn thì sẽ giúp cho chúng ta được nhiều hơn trong vấn đề uh, cải thiện được cái chất lượng uh, điều trị của bệnh nhân xin trân trọng cảm ơn